Đa Mỹ, vợ cũ bị cầm của tổng tài Bạc Tình. Tác giả Hạ Nhiễm Tuyết. Editor Vĩ Diệt Vô Song. Người đọc Châu Gia Thiện. Chương 9. Lộc Hàm đưa xong tờ tạp chí cuối cùng, toàn thân của cậu hầu như đều đã ướt đẫm. Nhìn bầu trời rộng lớn chỉ toàn một màu xám xịt, cậu đột nhiên lấy tay áp lên trên ngực. Nơi đó dường như đang truyền đến từng đợt đau nhói. Cậu đứng dưới mái hiên, nhìn cơn mưa vẫn là không có dấu hiệu ngừng lại, mà không khỏi ảo não thở dài. Suy nghĩ một lúc, cuối cùng vẫn là quyết định đội mưa về nhà. Huân đang ốm, cậu lập phải về nhanh để có thể chăm sóc cho anh. Lộc Hàm không ngừng chạy về ở phía trước. Trong mưa, bóng lưng gầy yếu của cậu dường như ngày càng bé nhỏ, cuối cùng mờ nhạt không thể nhìn đến. Mà cậu cũng không hề biết rằng, cách cái nơi mình vừa trú mưa không xa, có một người nam nhân đang chật vật nằm ở trên mặt đất. Ngón tay của anh hơi co lại, lông mày cũng như thật là chặt. Chậm rãi mở ra hai mắt, anh ngồi dậy, sờ sờ ở phía sau đầu. Không hiểu sao nơi đó lại đã sưng thành một khối, toàn thân bị mưa làm cho ướt đẫm. Anh khẽ nheo hai mắt lại, nghi hoặc nhìn chiếc ô ở trong tay, lại nghi hoặc nhìn bộ quần áo mình đang mặc, cuối cùng vẫn là bỏ qua. Anh đứng dậy, mở ô ra, xoay người đi về ở phía trước. Lộc Hàm nâng bước chân trầm trọng bước vào trong nhà. Bên trong lại chỉ có một cái mảnh tối đen ảm đạm. Mơ hồ hiểu được cái điều gì, cậu chớp nhẹ hai mắt, cũng là thực vô lực. Cậu máy móc thay ra bộ quần áo ướt sũng, sau đó cuộn người ở trên sofa ôm chặt lấy mình. Dường như chỉ có như vậy mới khiến cho bản thân ấm áp hơn một chút. Nhưng là cậu đã sai lầm rồi. Không có Huân, tất cả chỉ là tối tăm lạnh lẽo. Huân ạ, anh đã nói chỉ cần nơi nào có Hàm, nơi đó sẽ là nhà của anh hay sao chứ? Anh nói rằng anh sẽ không quên em. Anh nói anh sẽ không quên được về nhà mà. Huân ạ, anh đang ở nơi nào? Ở nơi nào chứ? Tựa đầu chôn vào trong hai tay, cậu rút cuộc không thể nào kiềm chế được mà khóc nức nở. Trong không khí dường như vẫn còn quanh quẩn hơi thở của anh, nhưng là cũng đang dần dần thản nhiên biến mất. Trước cửa một khách sạn 5 sao, nam nhân nhau hai mắt lại, thẳng thắp nhìn vào ở phía trong. Anh đang định bước vào lại không có nhìn được mà ngừng lại, nhìn về chiếc ô ở trong tay. Vẫn là không hiểu vì sao mình lại có thể cầm cái thứ đồ cũ nát đến như vậy. Anh định buông ra, trực tiếp ném nó vào trong thùng rác, nhưng rồi cuối cùng lại vẫn thu tay, nhanh chóng bước vào trong khách sạn. Nhân viên tiếp tân vừa thấy một nam nhân chật vật, toàn thân ướt đẫm, tự nhiên lại bước vào trong đại sảnh thì muốn mắng cho vài câu. Nhưng là vừa nhìn thấy dung mạo xuất chúng của anh thì không có khỏi dịu giọng vài phần, tươi cười hỏi. Dạ, kính chào quý khách, xin hỏi chúng tôi đây là có thể giúp ngài được gì đây? 7032. Nam nhân cũng là không nhiều lời, trực tiếp báo ra một dãy số. Nhân viên tiếp tân vừa nghe được anh nói thì không có khỏi giật mình một chút. Dãy số này cô nhớ rất là rõ, nó không có phải là của... 7032. Nam nhân không vui, nhếch môi lặp lại một lần nữa. Hiển nhiên là rất không có hài lòng với phản ứng chậm chạp của cô gái. Dạ dân, dạ xin hỏi mật mã của ngài là gì ạ? Cô có một chút nơm nớp lo sợ hỏi, trên trán hạ xuống một giọt mồ hôi lạnh, chỉ hy vọng điều mình nghĩ không có phải là sự thật. Nam nhân nhanh chóng nói ra một chuỗi số, cô nhập vào trong máy tính, dĩ nhiên lại hoàn toàn chính xác.
run rẩy lấy ra một chùm chìa khóa. Lúc này đây, ngay cả đầu của cô cũng là không có dám ngẩng lên, bởi vì cô thực sự đã chọc tới nhân vật lớn rồi. Nam nhân này cầm lấy chìa khóa, trực tiếp đi tới một thang máy chuyên dụng. Đến tầng cao nhất, anh mở cửa bước vào, thuận tiện bật điện lên. Bên trong vẫn là cực kỳ sạch sẽ, dường như không có một chút tro bụi nào cả. Đặt ô ở trên bàn, anh đi vào trong phòng tắm, muốn tẩy rửa một thân chật vật. Đột nhiên, ánh mắt của anh hơi híp lại, nhìn về ở cái phía ngực của mình. Vòng cổ của anh đã không còn nữa rồi. Rốt cuộc là đánh mất ở đâu chứ? Tại sao một chút ký ức anh cũng lại không nhớ được? Tùy ý cầm lấy một chiếc khăn tắm quấn quanh thắt lưng rồi đi ra. Bọt nước từ cái mái tóc quanh một đường mà chảy xuôi xuống ngực, rồi đến bụng, biến mất ở trong khăn tắm, trông phá lệ cuồng dã, gợi cảm. Ngồi xuống sofa, anh cầm lấy điện thoại cố định đặt ở trên bàn, thực lực thuần thục bấm ra một dãy số. Còn chưa có kịp ra tiếng, bên kia đã truyền đến thanh âm trêu đùa tiêu táo, làm cho người ta phiền chán đến không thôi. Hay da, lão đại là lão đại à? Tại sao bây giờ ngài mới gọi điện thoại cho tôi chứ? Nè, ngài nói là muốn đi nghỉ ngơi vài ngày, tại sao cuối cùng lại biến thành vài tháng này chứ? Ngài đây chính là muốn cho tôi mệt chết chắc. Tôi lại còn có chưa kịp kết hôn sinh đứa con nhỏ đâu à? Liên tiếp oán giận, thanh âm truyền tới, làm cho nam nhân nhíu mày, hiện lên một chút không vui. Lão đại à, nè, ngài không có cần phải tức giận đâu. Tôi biết là tôi sai rồi, biết sai rồi. Dường như là biết nam nhân đang phát quả, giọng nói bên kia lại lập tức chuyển từ than vãn sang cầu xin tha thứ. Red à, bên kia hiện tại như thế nào rồi chứ? Nam nhân tựa vào ghế sofa, nét mặt lười nhác nói xong. Mọi thứ vậy là rất tốt đó. 3 tháng này hoàn toàn giống nhau, không có gì thay đổi, chỉ là... Giọng nói bên kia đột nhiên lại trở nên nghiêm túc hơn rất nhiều. Tất cả đều là bình thường, chẳng qua là tiểu thư Thủy Nhi đó, cô ấy đã sốt ruột chờ ngày trở về, phải không chứ? Nam nhân nhíu mày lên một chút, thản nhiên nói. Ngày mai cho người đem một cái chiếc điện thoại mới đến đây đi. Điện thoại của tôi đã đánh mất rồi. Nói xong, anh trực tiếp dập điện thoại, không quan tâm cái người bên kia còn đang cố lại nhại về điều gì. Tựa người vào trên sofa, anh phiền chán nhìn vào tệp tư liệu ít ỏi ở trên tay. Tối qua anh đã cho người thăm dò, nhưng ngoài cái việc tìm được 3 tháng trước đã phát sinh một cái vụ tai nạn nghiêm trọng đối với xe của mình ra, thứ gì cũng là không tra đến. Rốt cuộc là 3 tháng vừa qua anh đã làm những gì chứ? Bộ quần áo anh mặc, chiếc ô anh cầm, cả cái chiếc vòng cổ bị mất nữa, tại sao một chút ký ức cũng là không có lưu lại? Ngay cả chính anh cũng không nhớ, như vậy ai còn biết được cái chuyện gì đã xảy ra chứ? Cho nên có thể anh sẽ phải quay lại cái nơi này một lần nữa để có thể điều tra mọi việc. Ngồi trên máy bay, không biết vì sao anh lại có một chút lưu luyến nhìn xuống thành phố xa lạ này. Hình như nơi đó anh còn bỏ quên cái thứ gì quan trọng lắm thì phải. Hạ máy bay, anh khẽ nheo hai mắt lại, đi về ở phía trước. Nơi đó có một chiếc xe hình như đã đợi thật là lâu. Đứng trước xe, một người nam tử mặc áo gió màu trắng, tóc đen, mắt đen. Thấy anh đang lại đây thì cười cười đến loang cả khóe môi. Lão đại à, thoạt nhìn ngày nghỉ của ngài rất là được có phải không chứ? Anh cào thấp đánh giá một chút rồi lại nói. Ừ, người tôi là có đen đi đó, nhưng mà nói chung vẫn là rất đẹp trai á. Juliet à, nếu như cậu không muốn đến châu Phi phải đánh như vậy, hiện tại liền câm miệng cho tôi đi. Giọng nói của anh thật là bình tĩnh, nhưng là cũng khiến cho Red phải đành phải rùng mình một phen. Nên nói, lão đà, tôi câm miệng. Vậy là tôi câm miệng là được rồi chứ gì, đúng không? Đến. Red mở miệng, xe đã dừng lại.
Phía trước là một tòa lâu đài kiến trúc theo cái kiểu trung cổ rất là sang trọng. Hình như đã tọa lạc ở cái nơi này mấy trăm năm. Ừ. Nam nhân lúc này mới mở hai mắt tao nhã đi xuống. Cửa lâu đài mở ra, anh còn chưa đi vào. Bên trong đã có một bóng người chạy nhanh tới, dán vào trong lòng của anh. À thơ, tại sao bây giờ anh mới ra về chứ? Em đợi lâu lắm đó. Đó là một cô gái rất là mỹ lệ, mặc cái chiếc váy da màu trắng, mái tóc đỏ mượt mà dừng ở phía trên đầu vai. Ánh mắt của cô nổi lên ngần ngấn nước, thân mình đã không ngừng trung lên. Thật sự rất là dễ kích khởi cái ý muốn bảo vệ nam nhân. Buông ra đi. Anh cúi đầu nhìn cô gái trong lòng, giọng lạnh lùng không độ ấm. Cô gái hiển nhiên là sửng sốt một chút. Arthur à. Cô níu lấy cái vạt áo của anh, đáng thương gọi. Arthur à, em là Thủy Nhi đây. Anh làm sao vậy chứ hả? Dường tay muốn sờ mặt của anh, nhưng là lại bị anh quay đầu tránh mất. Arthur à. Mộc Thủy Nhi nóng nảy. Cho tới từng bây giờ, cô vẫn là chưa có từng nhìn thấy anh lãnh đạm đến như vậy. Dù là trước kia có lạnh lùng với tất cả mọi người, nhưng với cô, anh vẫn luôn là dễ gần hòa nhã. Như thế nào, mới ra bên ngoài có 3 tháng thôi, tính cách của anh liền thay đổi đến chóng mặt như vậy chứ? Arthur trực tiếp bước qua Mộc Thủy Nhi. Mặc kệ phía sau của cô có khóc kêu như thế nào, cũng là không có xoay người liếc mắt lên một cái. Có lẽ trước kia anh thích cô, nhưng cũng chỉ là dừng lại ở ham muốn của cơ thể. Một cô gái mà tôi, anh còn chưa có đến mức vì quá cô mà trở mặt với huynh đệ của mình. Red nghiền ngẫm nhìn cô, có một chút hảo tâm mà nhắc nhở. Nè, thực ra thì cô em đây nên khóc to hơn tí nữa đó. Nước mắt là phải tuôn ra ảo ảo vào. Nếu không thì làm sao lại có thể đả động được ý chí sắt đá của lão đại được đây chứ? Anh không khách khí mà trêu đùa nói. Đối với cái cô gái này, thực sự không có một chút cảm tình nào cả. Suốt ngày chỉ là biết khóc khóc với lại khóc. Được lão đại đối xử tốt một chút, lại còn nghĩ rằng mình rất là có mị lực đâu. Thật đúng là ngốc đến đáng thương mà. Câm miệng đi, Red à. Mộc Thủy Nhi hung hăng gào lên, không có còn một chút yếu đuối nào ban nãy. Red che lỗ tai lại, âm thầm bĩu môi. Một cái kẻ trong ngoài không đồng nhất, thật sự rất là ghê tởm. Nhưng mà thôi đi, thì kệ cô ta chứ. Hôm nay tâm tình của anh đang rất là vui vẻ. Lão đại đã trở lại, rốt cuộc anh cũng đã có thời gian để đi tìm mỹ nhân. Hiện tại ngài lại cảm thấy như thế nào chứ? Người hỏi là một thiếu niên tóc vàng, có lẽ tuổi cũng đã không quá 15, nhưng là ánh mắt lại cực kỳ trầm tĩnh. Có hơi đau đầu, nhưng mà tôi lại không thể nào nhớ được 3 tháng qua đã xảy ra những chuyện gì. Anh phiền não xoa xoa cái huyệt thái dương, trong giọng nói lộ ra một chút bất đắc dĩ. Chị thì ngài đây, nhớ được như gì chứ? Thiếu niên tuy là còn nhỏ, nhưng mà tư chất y học là cực kỳ hơn người. Được Arthur tin tưởng, giao cho là bác sĩ tư nhân của lâu đài này. Không nhiều lắm. Chỉ cần là mơ hồ nghĩ đến, lại là đau đầu đến vô cùng đó. Arthur nhăn mặt mày lại, ngừng một hồi rồi mới nói tiếp. Tôi vẫn cứ cho là mình chỉ ngủ vài giờ mà thôi. Nhưng tôi không nghĩ vừa tỉnh dậy lại đã trôi qua 3 tháng. Ngân Táp à, thật sự tôi chính là không thể nào mà nhớ nổi lại tất cả điều gì cả. Ngân Táp nhíu mày, nhún vai bất đắc dĩ rồi nói, tôi bất lực thôi. Đây là lần đầu tiên cậu phải nói như vậy. Nhưng dù sao cậu cũng chỉ là bác sĩ, không có phải là thần tiên. Ngân Táp à,
Arthur cảnh cáo một tiếng, ánh mắt hiện lên một cái loại nguy hiểm. Không cần nhìn tôi như vậy đâu. Thật sự là tôi đây không có cách nào mà. Ngân thấp nghi một lúc, rồi lại nói tiếp. Trí nhớ của ngài thì chính ngài là phải tự mình đi tìm. Với lại hơn nữa, thiếu thì thế nào? Ngài giữ lên rất khỏe mạnh, không phải sao chứ? Cũng nên vậy thôi. Arthur thở dài một hơi, phiền chán rời đi. Tiểu Tây à, cô đứng chỗ này làm gì chứ? Người đến là một cô gái cao gầy, giọng nói dĩ nhiên là tiếng Trung thuần khiết. Tôi đang nhìn mỹ nhân đó. Tiểu Tây chậm rãi đứng lên, thế này mới thấy rõ, thì ra là cô thấp hơn người ta gần một cái đầu. Thực là chênh lệch này cũng là quá lớn đi. Mỹ nhân sao? Nè, cô gái nhớ mày một chút. Cô đang nhìn Mộc tiểu thư hay sao chứ? Mộc tiểu thư sao? Nè, cô nói là Mộc tiểu nhi hả? Tiểu Tây nghe xong, dùng sức bị bĩu môi. Cô ta đó hả? Lại còn không có đẹp bằng cô đâu. Nếu như nói đến mỹ nhân á, cô lại còn đẹp hơn nhiều nữa kìa. Tiểu Tây lắc lắc đầu, thẳng thắp mà nhìn cô gái ở trước mặt. Quả thực là rất đẹp. Hai mắt sáng người, sống môi thẳng thắp, đôi môi không có cần tô son cũng hồng nhuận đến vô cùng. Nói là mỹ nhân tuyệt là không quá đáng, nhưng là thực đáng tiếc. Cô ta có đẹp đến mấy cũng không có phải là tiểu thư, chỉ là một cô hầu gái giống với cô mà thôi. Tiểu Tây à, cô lại nói bậy nữa rồi. Cô gái trừng mắt nhìn Tiểu Tây, hiền trách nói. Nếu mà để cho một tiểu thư nghe thấy đó hả, thì chúng ta đây đều sẽ không được sống yên thân đâu. Tiểu Hà mà, nè, cô nói xem, cái người tóc vàng kia có phải là rất đẹp trai có đúng không chứ hả? Tiểu Tây vừa gần vào cô, háo sắc mà hỏi. Nè nè nè, cô đó, nghĩ cái gì trong đầu thế hả? Ngân táp người ta chỉ mới có 15 tuổi thôi. Cô lớn hơn cậu ta đến từ những cả 6 tuổi lần đấy. Chẳng lẽ cô chỉ là muốn trâu dài gặm có nó hay sao? Tiểu Hàm nhìn chằm chằm cái vẻ mặt háo sắc của Tiểu Tây, rồi trực tiếp lấy tay gõ cho cô ta một cái vào trong trán. Nếu như muốn nam nhân, buổi tối nằm mơ rồi hẳn nó sau đi ha. Các cô chỉ là thân phận người hầu, người quét rác mà thôi. Nghĩ đến đây, khuôn mặt của cô lại chợt biến thành đỏ ửng, xinh đẹp vô cùng. Trước nay cô vẫn luôn tự tin vào diện mạo của chính mình, chỉ là không biết có lọt được vào trong mắt xanh của người ấy hay là không. Để lâu đến như vậy, suốt cuộc anh cũng đã trở lại rồi. Hàm sao chứ? Hàm! Arthur đột nhiên bật dậy, hét lớn. Trên mặt không hiểu tại vì sao lại đầy mồ hôi lạnh. Anh bước xuống giường, tự rót cho mình một chén nước, sau đó ngửa đầu uống xong, tựa người vào trong tủ sách bên cạnh. Mi tâm của anh gắt gao nhíu chặt, dường như vẫn là vì cái giấc mộng vừa rồi mà kinh hãi. Bóng người kia rốt cuộc là của ai chứ? Mình xin phép lược bỏ một đoạn Mộc Thủy Nhi đến để cầu dẫn Arthur, nhưng mà lại không thành. Sau đó thì Tiểu Hàm là phải đến thay lại hết chăn ga gối đệm thì anh ta bắt gặp được. Nè, cô còn đến đây tới lúc nào chứ? Nam nhân cũng đã không quay đầu lại, lại có thể rành mạch biết người phía sau đang làm gì. Cô gái kia đã nhìn anh rất là lâu rồi, thực lực không có quy củ gì cả. Từ khi nào thì người hầu ở trong lâu đài này lại dám lớn mật đến như vậy chứ? Thật xin lỗi ngài, chủ nhân à, Tiểu Hàm đây sẽ đi ngay bây giờ ạ. Cô hèn mọn cúi thấp người xin lỗi, vừa mới định rời đi lại bị người giữ lấy cái bả vai, sau đó là một cái đôi mắt màu xanh lục u trầm gắt gao nhìn thẳng vào cô. Chủ nhân ạ. Cô run rẩy gọi nhỏ, nhìn vào ngũ quan tuấn mỹ của nam nhân mà không khỏi sững sờ. Đây là cái lần đầu tiên cô được đứng gần anh đến như vậy. Cô tên gì chứ?
Arthur mở miệng. Bàn tay đặt ở trên vai của cô, dùng sức siết chặt lại. Trong lòng khẩn trương đến khó hiểu. Tiểu Hàm. Hàm sao chứ? Arthur lại thì thào mà nhắc lại. Ánh mắt trở nên có một chút mê man, dường như đang cố nhớ lại cái điều gì đó. Anh chậm rãi buông tay, nhìn chằm chằm vào cô gái ở trước mặt của mình. Ánh mắt phức tạp đã khiến cho người ta không cách nào nghĩ ra rốt cuộc là anh đang muốn làm cái gì. Anh thực chậm rãi buông tay, nhìn chằm chằm cô gái ở trước mặt mình. Ánh mắt phức tạp khiến cho người ta không cách nào nghĩ ra rốt cuộc là anh đang muốn làm cái điều gì. Có muốn ở lại không chứ? Khoe môi của anh khẽ cong lên, thản nhiên nói. Trong lòng của cô gái này có những gì? Đừng có nghĩ rằng anh chính là không biết. Tất cả đã viết rành rành ở trên mặt của cô rồi. Chưa kể là vừa nãy cô lén nhìn anh lâu đến như vậy. Muốn... Cô cao ngạo đứng thẳng người, kiên định nói. Đây chính là cơ hội của cô. Cơ hội thì là vất vả cô mới có được. Cô không có muốn bỏ qua, không có muốn cả đời là phải làm hầu gái. Mặc kệ là vì sao nam nhân này lại hỏi như vậy, cô cũng nhất định là phải nắm lấy cái cơ hội đổi đời này. Được. Vậy thì em ở lại đây đi. Ánh mắt của Arthur lại trở nên sâu thẳm, vươn tay ôm lấy cô vào trong lòng. Hàm à? Lộc Hàm cầm lấy tờ giấy xét nghiệm mang thai ở trong tay. Cảm giác có đôi chút phức tạp. Bác sĩ nói cái thai này đã được 1 tháng rồi. Tính ra hẳn là ngay trong lần đầu tiên của cậu cùng với Huân đã có. Lần thứ hai. Vậy là cậu đã mang thai lần thứ hai rồi. Chỉ khác ở chỗ lần đầu tiên là vui mừng kích động. Lúc này đây là nhiều hơn một chút bất đắc dĩ cùng với đau lòng. Hít sâu một hơi, cậu đang định đứng lên rời khỏi cái nơi này, bỗng nhiên lại thấy được vài người quen cũ. Vũ Văn Tần cùng với cha mẹ vốn đã định cư ở nước ngoài của Tô Thiết Thác. Tại sao bọn họ lại ở trong này chứ? Lộc Hàm à? Vũ Văn Thần nhìn thấy cậu, hét to một tiếng, sau đó chạy nhanh lại gần. Dường như anh rất là vui vẻ. Anh vui vẻ cái gì? Lộc Hàm lùi về sau từng bước, có một chút cảnh giác nhìn anh. Lộc Hàm à, rốt cuộc thì anh này cũng đã tìm được em rồi. Vũ Văn Thần kích động nhìn Lộc Hàm, dường như là thực sự đã tìm cậu thật là lâu. Lộc Hàm à? Anh lại gọi một tiếng, nhưng vì sao cậu vẫn lại không nói một lời nào chứ? Anh biết rằng Thác đã khiến cho cậu tổn thương rất là sâu, nhưng là hiện tại chính bản thân của Thác cũng đã bị trừng phạt rất nặng nề rồi. Lộc Hàm à, trả lời đi, một câu thôi có được không chứ? Vũ Văn Thần xuống nước tỉnh cậu, bởi vì hiện tại Thác thực sự rất là cần cậu, rất rất cần. Lộc Hàm trầm mặt nhíu mày, cậu cũng là rất muốn trả lời anh một câu, nhưng thực sự là hữu tâm vô lực. Cậu lấy giấy bút từ trong túi sách ra, thì là chậm rãi viết xuống ở dính mắt khó hiểu của Vũ Văn Thần. Không phải là em không muốn nói đâu, mà thực sự là không thể nào nói được. Bởi vì em đã bị câm rồi. Lộc Hàm à, sao lại có thể như thế được chứ? Em chỉ là đùa anh thôi có phải không chứ? Đang tốt đang đẹp, tại sao tự nhiên lại mất đi giọng nói chứ hả? Vũ Văn Tần không thể tin được mà nhìn cậu. Giọng nói có một chút run run mà hỏi lại. Làm sao mà có thể như vậy được chứ? Chắc chắn là cậu đây đang đùa anh. Chắc chắn là như vậy rồi. Lộc Hàm thản nhiên cất giấy bút, xoay người định ra rời đi. Anh có tin hay là không cũng là chẳng vấn đề gì, dù sao đó cũng là sự thật. Lộc Hàm à,
Tô phu nhân thấy cậu muốn rời đi, nhanh tay giữ lại, khẩn cầu nói: Lộc Hàm à, ta biết là trước kia ta đối xử với con là không tốt, thậm chí lại còn không muốn thừa nhận con là con dâu của cái căn nhà này. Nhưng là bây giờ ta cầu xin con mà, xin con hãy thương tình Tô gia ta, chỉ có một mình Triết Thác thôi, mà giúp cho chúng ta có được không chứ Lộc Hàm à? Tô phu nhân khóc nức nở, ngã ngồi xuống đất, chật vật vô cùng. Mặc kệ trước kia là cao quý, nghiêm nghị cỡ nào, lúc này bà cũng chỉ là một người mẹ mà thôi. Giúp bọn họ, cậu thì có thể giúp được gì chứ? Lộc Hàm khó hiểu nhìn Tô phu nhân, sau đó lại nhìn Vũ Văn Tần. Đã có cái chuyện gì xảy ra vậy chứ? Tại sao hôm nay mọi người lại hành động kỳ quái đến như thế? Lộc Hàm à, em không biết gì sao? Vũ Văn Thần có một chút bất đắc dĩ mà hỏi cậu. Chuyện lớn đến như vậy, chẳng lẽ cậu thực sự là không biết hay sao chứ? Anh thở dài, chỉ vào một phòng bệnh ngay gần. Làm thế này có lẽ cậu cũng là hiểu đi. Tại cái ngày mưa tầm tã kia, có một vụ tai nạn xe cộ thương tâm xảy ra, mà nạn nhân chính là chồng cũ của cậu, Tô Triết Thác. Lái xe hiện tại vẫn là hôn mê bất tỉnh. Tô Triết Thác thì gãy cả hai chân, võng mạc cũng bị tổn thương rất là nặng. Nói thẳng ra, có lẽ rằng cả cuộc đời này anh sẽ phải trở thành một phế nhân, vừa mù lại vừa què. Một người nam nhân đã từng đứng ở trên đỉnh cao, kiêu ngạo là như vậy, này là chỉ có thể yên lặng ngồi xe lăn, một mình đối diện với hắc ám. Cùng như Tuyết thì may mắn hơn rất nhiều. Cô chỉ là bị xây xát nhẹ mặt, nhưng là giờ đây lại phải trở thành tâm điểm bị chỉ trích của mọi người. Cô đã hủy hoại đi Tô Triết Thác, hủy hoại Tô gia, cũng là hủy hoại chính mình. Lâm Hàm à, đây đều là sự thật đó. Vũ Văn Thần nói xong, Tô phu nhân vẫn còn khóc nức nở. Ánh mắt vốn là luôn tinh nhanh, lúc này chỉ còn có đau xót cùng với không yên lòng. Anh ấy như thế nào rồi chứ? Lộc Hàm nghe xong cũng lại không có quá nhiều cảm xúc. Cậu lấy giấy bút ra, chậm rãi mà viết xuống. Lộc Hàm à, anh đã tìm em rất lâu rồi đó. Bây giờ chỉ có em mới có thể giúp được cho Thác tôi. Vũ Văn Thần nắm chặt lấy tay của cậu, ngự khi đầu đến kịch liệt. Mà Tô Phụ và Tô Mẫu đồng thời nhìn cậu, ánh mắt lại mang theo ngàn vạn chờ mong, làm cho tâm tình của cậu cũng cực kỳ trầm trọng. Cậu có thể làm chuyện gì này chứ? Cậu cũng đâu có phải là bác sĩ. Cúi đầu, bên tai lại còn vang vẳng truyền đến cái giọng nói của Vũ Văn Thần, tiếng khóc nỉ non của Tô Mẫu. Nhưng là lòng của cậu vẫn là vô cùng yên lặng, không có cảm giác gì cả. Với cậu, mất đi Huân, thứ gì cũng đã không có còn quan trọng nữa rồi. Trong một phòng bệnh cao cấp, có một chút ánh sáng u ám truyền đến. Tô Triết Thác ngồi trước cửa sổ, hai mắt trống rỗng vô thần. Anh ngồi ở trên một chiếc xe lăn màu bạc, yên lặng chờ đợi thời gian trôi qua giống như một lão nhân ở tuổi xế chiều. Bạch một tiếng, tuy là không nhìn thấy, nhưng anh cũng là biết có người vào trong phòng. Hơn nữa, người đó lại còn vừa bật đèn. Không cần bật đâu. Như một người mù mà nói, bật hay là không, cũng có gì là khác nhau đâu chứ. Tiếng nó là nhạc truyền đến, bên trong lại có thể nghe ra một ít nản lòng thoái dí. Mà người đi vào chỉ là biết đứng yên tại chỗ, nhìn nam nhân đã mất đi cái sự kiêu ngạo của ngày xưa, nhất thời không biết phải làm gì mới phải. Không có hai mắt, anh liền không có thể nào nhìn thấy cảnh vật ở bên ngoài. Không có hai chân, anh chỉ có thể ngồi đây tuyệt vọng. Anh đã trở thành một phế nhân,
một kẻ không có còn ý chí muốn sống. Thậm chí chỉ có thể là một cái xác không hồn. Tất cả thương tích của anh đều là khó chữa trị. Ngay cả anh cũng đã tuyệt vọng. Nói chỉ là đến người khác. Vì sao? Lẽ cô không đi ra ngoài chứ? Người kia đã đến ngay cái chỗ này thật là lâu. Để làm gì đây? Nhìn một gã mù vui lắm hay sao chứ? Em đến để xem anh như thế nào rồi. Đó là một cô gái. Giọng nó mang theo khàn khàn cùng với ảm đạm. Có cái gì hay để mà nhìn chứ? Nam nhân lạnh lùng nói. Thì ra là cô cùng như tuyết. Anh thực sự là không muốn chữa trị hay sao chứ? Cô không xác định hỏi. Đúng. Anh trả lời không có nửa phần do dự. Lần chữa trị này cũng là không có chắc chắn sẽ thành công. Như là hơn nửa hợp, anh cũng coi như đây là cái sự trừng phạt mình đáng phải nhận. Nhìn không ra cái người mình yêu có hai mắt lại để làm gì chứ? Em muốn đi thì đi nhanh lên đi. Dù sao thì chúng ta đây cũng là chưa kết hôn. Tài sản kiếm được từ anh cũng đã quá nhiều rồi. Cùng như tuyết cắn chặt môi, khuôn mặt cũng là không có còn diễm lệ của ngày trước nữa rồi. Giờ đây không có trang điểm, trông cô cũng là chẳng có khác gì là một cô gái bình thường. Thác à, hay là anh cứ thử điều trị thử xem. Cô ngừng một lúc, vẫn là không có nhìn được lặp lại cái đề tài này. Cô mê luyến anh, đó chính là sự thật. Nhưng bây giờ đây anh tàn tật thành ra như vậy rồi, cho dù có là tổng tài cũng là chẳng có còn ích gì. Cô còn trẻ, còn một quãng đường dài phải đi. Cô không có thể nào vì anh mà bỏ qua tương lai của mình được. Nếu anh không đồng ý thì sao chứ? Nếu như anh chấp nhận một cả cuộc đời này, què cả cuộc đời này, liệu rằng em có còn nguyện ý ở lại bên cạnh anh như ngày trước không chứ? Tô Triết Thác hơi nghiêng đầu, ánh mắt vô thần, không biết nhìn về cái nơi nào. Chỉ có khoe môi là nhẹ cong ra một chút đùa cợt. Em cùng như tuyết chỉ có thể nói ra một chữ này, sau đó liền im lặng nhìn anh. Con người luôn luôn là ích kỷ, chính cô cũng là vậy. Tuy là cái vụ tai nạn này là do cô gây ra, nhưng cô cũng không thể nào buộc mình chấp nhận chung sống cả cuộc đời này với một kẻ phế nhân tàn tật được. Em có yêu không? Tô Triết Thác thấy cô thật lâu không nói gì, lúc này đã hiểu rõ tất cả rồi. Đây là cô gái anh lựa chọn sao chứ? Tình yêu của cô chỉ nồng cạn được đến như vậy thôi sao? Em yêu anh. Cùng như tuyết không có cần nghĩ ngợi nói, nhưng là cũng không có vế sau. Em yêu thân phận của Tô Triết Thác chứ không phải là bản thân của anh, đúng không? Nam nhân chưa cực nói, cũng là không biết là cười nhạo cô vẫn là cười nhạo chính mình. Tác à, em tự xin lỗi. Cô chính là có yêu anh, nhưng là chỉ yêu không thôi thì vẫn là chưa đủ. Tô Triết Thác phá lên cười, cười đến chảy cả nước mắt. Đây là cái người mạnh chọn hay sao chứ? Người anh nhôm tưởng là mình sẽ thương yêu lắm. Anh rốt cuộc đã làm những gì vậy chứ? Đủ rồi. Cùng như tuyết đột nhiên không có kiên nhẫn mà gào to lên một tiếng. Đủ rồi Tô Triết Thác à. Tôi là ích kỷ. Còn anh thì sao chứ hả? Anh có dám nói rằng mình không hề như vậy không? Lúc mà anh có được Lộc Hàm, anh phản bội cậu ta. Lúc có được tôi rồi, anh lại nhớ nhung vợ cũ của mình. Muốn cơm lại muốn cả phở nữa. Anh lại không cảm thấy rằng mình rất tham lam hay là sao chứ hả? Sau khi ly hôn rồi,
anh đã đối xử với tôi như thế nào? Anh có từng nghĩ đến không? Cùng nhìn Tuyết lớn tiếng chỉ trích, bao nhiêu uất ức của trước kia suốt cuộc đều không có thể nào kìm nén được, muốn tuôn hết ra cho thỏa cái nỗi lòng. Anh nói là anh yêu tôi, nhưng tình của anh thực sự đúng là chồng chênh, khiến cho tôi phải phát sợ đó. Anh có biết hay không chứ, vào mỗi tối khi ngủ say, anh đừng gọi hàm hàm, hàm hàm. Anh như những cách hôn của anh ta, quốc ra mặt hàm anh ta thích nhất đó. Anh chưa bao giờ nói với Lộc Hàm rằng một câu kia, bởi vì anh yêu cậu ta từ trong tận đáy lòng. Còn tình yêu của anh dành cho tôi, vốn dĩ chỉ đỡ ngoài nguyện mà thôi. Tôi triết thác à, anh có biết không chứ, anh là một tên khốn. Nói xong, cô kiên quyết xoay người rời đi. Phịch một tiếng, đóng cửa lại. Khóe mắt của cô cũng hạ xuống một giọt lệ trong suốt, không hề ngụy trang, không còn tính toán. Thực ra cô vẫn rất yêu anh, nhưng là có lẽ anh cũng lại hiểu cái người mình yêu là ai rồi đi. Rõ ràng sắp chiếm được, cuối cùng lại vẫn là phải mất đi. Đang muốn lặng lẽ rời khỏi cái nơi này, đột nhiên cô lại thấy được một người quen cũ. Không biết là cô hủy hoại cậu ta, hay là cậu ta hủy hoại chính cô nữa. Hai người đối đầu nhau chật vật đến mức này, chỉ là vì một người đàn ông, thì cũng đáng mà. Bọn họ chưa bao giờ là bằng hữu của nhau, vẫn luôn là địch nhân. Trận chiến này cô khua, nhưng là Lộc Hàm cũng là không có thắng. Chuyện Caravat, để cho tôi cô đây cô ấy đó. Ngày đó, cậu nhìn thấy chúng tôi trên giường, cũng là do một tay tôi sắp đặt. Tôi thừa nhận tất cả, nhưng trước khi trách tôi, hãy tự trách chính cậu là quá ngu ngốc đi. Cậu không hề nhận ra tôi triết thác đã thay lòng đổi dạ. Cùng nhìn Tuyết lạnh lùng cười. Đối mặt với nam nhân ở trước mặt này, cảm xúc của cô vẫn luôn tên là hận. Cô đã hao tổn hết tâm tư để có thể đoạt lấy, cuối cùng lại vẫn phải trả lại cho cậu ta. Nhưng cũng không sao cả, cái thứ đồ đã phá đến không có thể nào mà sửa được. Nếu cậu ta muốn thì cho cậu ta đi, cô cũng không có cần. Lộc Hàm hơi mím môi. Đối với cái lời mà cô ta nói, cũng lại không có quá nhiều cảm xúc. Chuyện đã xảy ra với cậu thực sự là như thế nào cũng chẳng có còn quan trọng nữa rồi. Cùng như Tuyết thấy cậu không nói một lời nào, dùng sức hít sâu một hơi, thẳng thắn mà nói. Lộc Hàm à, cho tới tận bây giờ, tôi vẫn chưa là từng cảm thấy có lỗi với cậu đó. Tôi cướp đi thác, đúng vậy, nhưng mà điều ấy xảy ra không chỉ là vì tôi đây rất là cao tay, mà còn gì, cậu quá là vô dụng đó. Hãy nhớ kỹ lấy điều đó. Lộc Hàm thức nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào. Cậu nhìn thấy Tô Triết Thác đang ảm đạm ngồi trước cửa sổ, ánh mắt vô thần hướng ra ở phía ngoài. Vài tia nắng hoàng hôn dừng ở trên khuôn mặt của anh, dường như mang theo vô tận sầu bi. Tô Triết Thác của ngày hôm nay đã mất đi tất cả. Thiết nghĩ, nếu bây giờ cho anh một cơ hội, có lẽ anh sẽ tình nguyện chết đi ở trong cái vụ tai nạn kia. Một người nam nhân kiêu ngạo như thế, làm sao có thể thừa nhận được rằng giờ đây mình đã trở thành một phế nhân chứ? Vũ Văn Thần nói với cậu, sợ gì anh không có muốn trị liệu, ngoài việc là cơ hội thành công cực kỳ bé nhỏ ra, nguyên nhân lớn nhất chính là bởi vì cậu. Anh chính là muốn bồi thường cho cậu, cho nên
đã tự trừng phạt chính mình. Nhưng là có nhất thiết phải như vậy không chứ? Cho dù có nhiều trừng phạt hơn nữa, cũng là không có thể nào khiến cho thời gian quay trở lại. Đứa bé đã mất đi, giọng nói đã mất, mà quan trọng nhất là cậu đã không còn yêu anh. Cậu quyết định ở lại là bởi vì ngoài kia có một người cha, một người mẹ, một người bạn tốt đang vì anh mà lo lắng, đau lòng. Thế cho nên, dù cho có chỉ là một người xa lạ đi chăng nữa, cậu nghĩ rằng mình cũng sẽ hết lòng để giúp đỡ anh, tựa như giúp đỡ Huân ngày trước. Cô còn làm gì đây chứ? Giọng nói lạnh nhạt, không mang theo cảm xúc truyền đến. Mà Lộc Hàm chính là chạm trái tới gần anh, cùng với anh nhìn ra thế giới ở bên ngoài. Trực giác nói cho anh biết, đây là một người mà anh dường như rất quen thuộc. Cậu không phải là Cung Như Tuyết, cậu là ai chứ? Tô Triết Thác đột nhiên quay xe lăn lại, đối mặt với Lộc Hàm, nghi ngờ hỏi. Lộc Hàm thở dài một hơi, ngồi xuống nhặt cái chiếc chăn trời ở trên mặt đất, thật cẩn thận đắp lại lên trên đùi cho anh. Sau đó cậu kéo lấy tay của anh, nhẹ nhàng viết. Tôi lý tá của mình anh gì này, tôi bị cầm. Cho nên anh không có cần phải lo lắng sẽ bị tôi quấy rầy đâu. Làm xong việc, tôi sẽ nhanh chóng rời đi. Anh hoàn toàn có thể coi như là tôi không tồn tại. Hơn nữa, từ nay tôi cũng chỉ có thể giao tiếp với anh bằng cái phương thức này thôi. Đây là cái điều mà Tô Gia cùng với là Vũ Giang Thần đã đáp ứng cậu. Cậu đồng ý giúp anh, có thể dùng bất cứ cái cách gì, bất cứ thân phận nào, nhưng tuyệt đối sẽ không là Lộc Hàm. Người câm đi với kẻ mù, thực đúng là xứng đôi mà. Anh thu tay lại, dịu cực nói. Nhưng thực ra ở trong lòng lại nghĩ, như vậy cũng là không sai. Nếu mà cậu ta đúng là một người câm, anh sẽ lại được chìm vào trong im lặng, tiếp tục ảm đạm mà sống qua ngày. Lục Hàm thực lặng lẽ đứng cạnh Tô Triết Thác, theo dõi khuôn mặt trầm tư của anh, đột nhiên lại cảm thấy có một chút thất thần. Cho tới tận bây giờ, cậu cũng chưa từng nghĩ tới cậu sẽ gặp lại anh ở trong hoàn cảnh như vậy. Cậu không thể nói, anh thì lại không thể nhìn. Lộc Hàm à? Vũ Giang Thần thấy cậu đi ra thì vui mừng gọi lại. Rất cảm ơn em, Lộc Hàm. Anh biết trước kia Thác tổn thương cậu rất là nhiều, nay cậu lại đồng ý giúp đỡ cho Tô Gia điều kiện như vậy, thật khiến cho anh không biết là phải cảm ơn như thế nào cho hết. Lộc Hàm à, vậy Thác cậu có ổn không chứ? Hỏi xong, Vũ Giang Thần thực là muốn chính cho mình một cái bạt tai. Anh hỏi cái vấn đề ngu ngốc vì vậy chứ, một người vừa mù lại vừa què, liệu rằng có ổn được hay là không? Thật đúng là. Lộc Hàm cũng đã không để ý đến nét mặt khó xử của Vũ Văn Thần, nhẹ nhàng lắc lắc đầu. Cậu không biết liệu rằng anh có ổn hay là không, nhưng cậu lại có thể chắc chắn rằng anh vẫn còn nhiều hy vọng. Khả năng điều trị thành công chính là không cao, nhưng chỉ cần anh nguyện ý, nhất định sẽ có thể phục hồi. Bởi vì anh là Tô Triết Thác, mà Tô Triết Thác ở trong trí nhớ của cậu chưa bao giờ là một người không có chí tiến thủ. Lâm Hàm à, bây giờ em đi đâu chứ? Vũ Văn Thần đột nhiên mở miệng, thật sự là không hiểu vì sao cậu lại rời đi vào trong lúc này. Không phải là cậu đã đồng ý ở lại giúp cho Thác rồi hay sao chứ? Sao bây giờ lại... Lộc Hàm quay đầu, lấy ra một tờ giấy viết nhanh mấy câu rồi đưa cho anh. Em muốn gì nhỉ? Sáng mai sao quay lại? Thôi được rồi, nè. Vậy anh sẽ đêm về. Để em đi một mình, anh cảm thấy hơi lo lắng đó. Dù Văn Thần tươi cười, hảo ý mà đề nghị. Lộc Hàm suy nghĩ nửa ngày, cuối cùng vẫn là gật đầu đồng ý.
ngồi lên xe của anh. Bên trong phát ra một cái bản piano êm dịu. Nghe vào, thực khiến cho người ta cảm thấy mơ màng, buồn ngủ. Mà thực ra, mấy ngày hôm nay, cậu cũng lại không có thể nào phân biệt được mình đang tỉnh hay là đang mơ nữa. Tất cả đều phiêu miểu, không có giống với thật. Dường như bản thân của cậu đang bị kéo sâu vào một cái cơn ác mộng, vĩnh viễn, không tỉnh giấc. Lộng Hàm à, đây là trội mở hay sao chứ? Vũ Văn Thần không thể nào tin nổi, mà chỉ vào ngôi nhà ở trước mặt. Tha thứ cho anh đi, lớn từng này tuổi rồi, anh lại còn không có biết cái nơi như thế này cũng là có thể sống được. Thật lo lắng thay cho cậu. Chẳng lẽ cậu không sợ vào ban đêm đang ngủ sẽ bị một cái mảnh trần nhà rơi trúng hay là sao chứ? Lộng Hàm nâng mặt lên, đón nhận cái tầm mắt của anh, sau đó gật đầu một cái. Đúng vậy, đây là cái nơi mà cậu ở. Tuy là có cũ nát một chút, nhưng nó cũng là nhà của cậu. Thôi được rồi. Vũ Văn Thần thở dài một hơi, có phần bất đắc dĩ mà nói. Đi theo Lộc Hàm vào trong nhà, anh thấy được bên trong cũng lại không quá tệ. Tuy là đơn sơ, nhưng là sạch sẽ vô cùng. Chỉ là có một chuyện khiến cho anh cảm thấy ngoài ý muốn. Trong nhà có hai đôi dép lê, hai cái chén, thậm chí là trên giường lại còn đặt hai cái chiếc gối đầu. Nè, không lẽ nơi này còn có một người khác sống cùng với em hay sao chứ? Vũ Văn Thần không nhìn được mà tò mò lên tiếng hỏi. Lộc Hàm run rẩy một chút, sau đó thì là chậm rãi lắc đầu. Nơi này vốn là chỉ có mình cậu thôi. Ban đầu là như vậy, cuối cùng vẫn là như vậy. Anh đã bỏ đi mất rồi. Vũ Văn Thần đã rời đi thật là lâu, Lộc Hàm lại vẫn cứ thất thần mà nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Hương à, anh có biết không chứ, em đã có thai rồi. Thật mong sao đứa bé sẽ có đôi mắt giống với anh, màu xanh lục. Huân à, Triết Thái đang bị thương rất là nặng đó. Em muốn đi chăm sóc anh ấy, giúp cho nó vượt qua những cái ngày khó khăn này. Như đây không phải là vì yêu, mà bởi vì đó là một phần trách nhiệm em không thể nào rũ bỏ được. Huân, em rất nhớ anh, thực sự rất nhớ. Bên trong phòng bệnh, Tô Triết Thác vẫn là ngồi ở trên xe lăn, nhưng khí sắc đã tốt hơn mấy ngày trước rất là nhiều. Tô phu nhân đóng cửa lại, nước mắt không ngừng rơi xuống. Quả nhiên Lộc Hàm đến chính là liều thuốc tốt nhất dành cho con trai của bà. Bà biết con của mình đã yêu chàng trai kia đến sâu tận đáy lòng. Chính là tại vì sao phải tổn thương nhiều như vậy mới có thể nhận ra chứ? Phải chăng là vì cho rằng người ấy sẽ luôn ở bên cạnh mình, chưa từng nghĩ tới sẽ mất đi, cho nên mới có thể quên, mới có thể xem nhẹ chứ hả? Trong phòng, Lộc Hàm tự tay đút từng thìa cơm cho Tô Triết Thác. Mà Tô Triết Thác cũng là ngoài ý muốn phối hợp cùng với cậu. Cảm ơn nha. Ăn xong, anh lại phép nói một câu, trên mặt cũng thật là nhẹ nhàng nở ra một cái nụ cười khó có được. Thật sự rất là quen thuộc, rất giống với nam nhân kia, vợ cũ của anh. Nhưng là điều này làm sao có thể xảy ra đây chứ? Cậu hận anh lại còn không kịp, làm sao lại có thể đến nhìn anh, lại càng không nói đến sẽ chăm sóc cho anh. Một kẻ giờ đây đã trở thành phế nhân vô dụng. Nè, có thể cho tôi biết vì sao cậu lại không thể nào nói chuyện được không chứ? Anh thật sự rất là kỳ quái. Mọi người đều nói 9 câm 10 điếc, tức là đa số người bị câm đều là do điếc. Nhưng cậu lại vẫn có thể nghe được, điều này không kỳ lạ hay là sao chứ?
Bởi vì đã thấy được chuyện không nên thấy. Cậu cầm lấy tay của Tô Triết Thác, viết rất đơn giản, nhưng ánh mắt lại nhìn về phía anh, lộ ra một cái tia phức tạp. Nếu có ngày anh biết được cái giọng nói của cậu là vì anh mà mất đi, anh sẽ cảm thấy như thế nào chứ? Tự trách hay là đau lòng đấy? Có thể nói cho tôi biết được không chứ? Ánh mắt không có tiêu cự của Tô Triết Thác vẫn là đang nhìn về ở phía cậu, so với trước kia đã bình thản hơn rất là nhiều. Ngừng lại một lúc, anh mới nói tiếp. Tôi chỉ là muốn biết xem liệu rằng cậu và tôi có giống nhau hay là không thôi. Lộc Hàm cười khổ rồi nhìn anh. Thực xin lỗi, tôi không thể. Có một số việc khi đã xảy ra rồi, như vậy cho dù là có nói nhiều như thế nào đi chăng nữa cũng là không có thể nào quay trở lại. Có muốn nghe chuyện cũ của tôi không? Anh đột nhiên quay đầu mỉm cười hỏi cậu. Lộc Hàm nghiêng đầu trầm tư. Chuyện cũ của anh cậu đều biết rõ, cho nên không muốn nghe. Cậu viết vào trong tay của anh, thẳng thừng từ chối. Nhưng là tôi đây thực sự rất muốn nói đó. Thực sự rất rất muốn nói. Lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau, cậu ấy vừa là đang học đại học, không có gì quá nổi bật. Thoạt nhìn cũng là giống như du chàng sinh viên khác. Nhưng là khi nhìn thấy cái nụ cười ôn nhu sạch sẽ vô cùng ở trên khuôn mặt của cô ấy, tôi đã cảm thấy cuốn hút vô cùng. Chúng tôi quen nhau, và rồi tôi muốn cưới cậu ấy, đem cậu ấy vĩnh viễn khóa lại bên người của tôi. Một người con trai tốt đến như vậy, nếu như tôi đây không nhanh tay thì tuyệt là khó có thể chắc rằng sẽ không bị người khác cướp mất đi. Đường đường chỉ là người thừa kế của Tôn gia, nhưng mà để cưới được cô ấy, tôi đã phải chấp nhận bắt đầu khởi nghiệp từ chức phận thấp nhất. Đôi khi tôi lại cảm thấy rất là áp lực, muốn nổi điên lên. Nhưng mà chỉ cần về đến nhà, được nhìn thấy nụ cười ôn nhu của cô ấy, tôi lại cảm giác thoải mái, thoải mái hơn rất là nhiều. Ít nhất tôi biết có một người đang đợi tôi, một ngọn đèn luôn vì tôi mà sáng lên. Ngừng một hồi, nét mặt anh đã dần dần trở nên đau khổ. 2 năm sau, tôi đã trở thành tổng tài của Tô thị. Mọi thứ tưởng chừng như là vô vàn tốt đẹp, nhưng quá ra lại chỉ là trời nắng trước cơn giông mà thôi. Tôi gặp một cô gái tên là Cung Như Tuyết. Đúng vậy, cô ấy thông minh, cô ấy xinh đẹp, cô ấy khác hoàn toàn về cũ của tôi. Cô ấy đã khiến cho tôi này bị hấp dẫn từ là sâu, khiến cho tôi ngộ nhận thứ si mê nhất thời ấy là tình ái. Lạc hướng trong dục vọng với Cung Như Tuyết. Nhưng mà tôi này lại chưa từng nghĩ rằng sẽ phải ly hôn với nam nhân kia. Bởi vì trong lòng của tôi, cậu ấy cũng có một cái vị trí vô cùng quan trọng. Cho đến một ngày, khi mà cậu ấy tận mắt nhìn thấy tôi trên giường cùng với Cung Như Tuyết, thật sự khiến cho tôi cảm thấy nhục nhã vô cùng. Chúng tôi ly hôn, vậy mà cậu ấy lại không mang theo bất cứ thứ gì cả, cứ như vậy mà quyết tuyệt trời đi. Tôi đã cho là mình yêu Cung Như Tuyết rồi, nhưng đến khi nhìn thấy ở bên cạnh của cô ấy xuất hiện một người nam nhân khác, tôi mới biết được thì đã có một loại ghen tị là có thể khiến cho người ta điên cuồng. Tôi ghen tị với nam nhân kia, ghen tị cô ấy có thể vì hắn ta mà khổ sở đến như vậy. Cho nên tôi dùng một chút thủ đoạn khiến cho cả phe người Việt. Tôi luôn cho rằng
cậu ấy sẽ phải đến để mà cầu xin tôi. Nhưng là tôi sai lầm rồi. Cậu ấy vậy là không hề tới. Cậu ấy quên tôi. Cậu ấy không muốn quay trở lại. Đến từ cái ngày tổ chức hôn lễ, tôi mới chợt nhận ra rằng mình đã mất đi những gì. Cậu biết không chứ, khoảnh khắc trước khi lâm vào hôn mê, người cuối cùng mà tôi nghĩ đến vẫn chỉ là cậu ấy mà thôi. Thì ra không phải là không yêu, mà là tình yêu này đã xâm nhập vào trong cốt tủy, khi cho tôi đây xem nhẹ cậu ấy, thêm những cảm tình chân thực của chính mình. Hai tay của anh sờ soạng ở phía trước, thẳng đến khi mà cầm lại được tay của cậu, mới thì thào mà nói ra một câu cuối cùng. Cậu nói xem, liệu rằng cậu ấy có thể tha thứ cho tôi được không chứ? Mày vẫn hối hận rồi. Liệu có làm quá muộn chăng? Mình xin phép lược bỏ một đoạn về Vũ Văn Thần phát hiện ra Lộc Hàm mang thai. Cậu đang nhìn tôi à? Tôi rít thắt ngẩng đầu. Tuy rằng lạnh không nhìn thấy, nhưng cái loại cảm giác bị người khác nhìn chằm chằm này thật là khó có thể nào bỏ qua được. Hay da. Vũ Văn Thần thở dài một hơi, cũng lại không có nói thêm một câu nào cả. Hôm nay cậu thật là kỳ lạ đó. Tôi triết thác tựa vào trong xe lăn, nhàn nhạt nói. Phải không chứ? Vũ Văn Thần thẳng thắp mà nhìn vào ánh mắt vô thần của Tô Triết Thác, ảo não nói. Hơi da. Nè, có lẽ là tại vì dạo này tôi chính là quá bận đi. À mà Thác nè, cậu có thể suy nghĩ lại một chút cái chuyện điều trị được không chứ? Anh vẫn là không có nhìn được mà nhắc lại cái đề tài muôn thuở này. Tuy chuyện này anh đã nói đến gãy cả lưỡi rồi, nhưng là Thác vẫn thực lực cố chấp, nói như thế nào cũng lại không chịu nghe. Đôi khi anh thì lại muốn xông lên trực tiếp mà bóp chết cậu ta cho hạ giận. Cậu thì đúng là cố chấp mà. Vũ Văn Thần nghiến răng nghiến lợi nói, nhưng cuối cùng Lê vẫn là không thể làm gì. À, Thần à, cậu ấy đâu rồi hả? Khi nào thì đến đây chứ? Tôi thiết thác trầm mặt thật là lâu, vừa mở miệng Vàng Ngọc lại nói ra một cái câu không đầu không đuôi như vậy, khiến cho Vũ Văn Thần nghe người canh nửa ngày mới phản ứng lại được. Cậu ấy là ai chứ? À, nè, cậu nói cái anh chạy tát kia sao chứ? À, cậu ấy là ngày mai mới tới lận. Cậu ấy còn có rất nhiều việc phải làm đó, đâu có thể là ngày nào cũng ở đây để mà chăm sóc cho cậu được chứ. Vũ Văn Thần chối quanh mà nói, anh biết rằng Thác rất là để ý tới Lộc Hàm, nhưng anh đã hứa với cậu rồi, tuyệt đối không có thể để cho Thác biết được cái sự thực này. Thân à, cậu còn muốn lừa dối tôi đến bao giờ chứ? Tôi riêng Thác đột nhiên ngẩng đầu, trầm giọng hỏi. À, tôi sao? Tôi lừa cậu cái gì chứ? Dù Văn Thần thật là muốn nhảy dựng lên. Anh lừa cậu ta cái gì đây? Có cái gì hay ho để mà lừa đây chứ? Thật là không biết cậu ta đang nghĩ cái gì ở trong đầu của cậu nữa. Phải không? Cậu chỉ là không có chuyện gì đang gạt tôi đi. Tôi triết thác lặp lại một lần nữa, nghi vấn cũng là tăng lên rất nhiều. Ờ, đương nhiên là không rồi. Vũ Văn Thần trong lúc này dường như đang nghĩ ra một cái điều gì, chột dạ phủ nhận. Không quy tá nào đây cả. Đó là Lộc Hàm, vợ cũ của tôi đúng không chứ? Tôi triết thác thản nhiên cười nhạt, trong đáy mắt cũng là hiện lên một chút tự diệu. À, cậu
Vũ Văn Thần ngây người cả nửa ngày, nghĩ đi nghĩ lại cuối cùng vẫn là quyết định thừa nhận. Nhưng mà làm sao cậu lại biết được chứ? Thác chính là không nhìn được, mà Lộc Hàm lại không có khả năng để mà chủ động nói cho cậu ta biết. Vậy thì rốt cuộc là làm sao lại biết được đây chứ? Cậu ấy là vợ tôi, người vợ đã chung hai năm với tôi. Tất cả mọi thứ của cô ấy tôi vẫn chưa từng quên lãng. Ngay từ ngày đầu tiên mà cậu ấy đến đây, tôi đã cảm thấy thật nghi ngờ rồi. Chỉ là tôi không dám nghĩ tới. Anh cúi đầu, ngón tay đặt ở trên đùi, dùng sức nắm chặt lại. Chỉ là không dám nghĩ tới vì trốn tránh tôi. Cậu lại nói là mình bị câm rồi. Cậu hận anh đến như vậy sao chứ? Hận đến mức là từ khi ly hôn cho tới tận bây giờ, chỉ là không muốn nói với anh một câu nào cả. Vì là không muốn anh nhận ra. Thế nhưng Thác à, cậu hoàn toàn sai rồi. Vũ Văn Thần trầm mặt nửa ngày mới quyết định lên tiếng. Quả thực thì bọn họ đều không nghĩ tới, thực ra Tô Triết Thác đã sớm biết người kia là Lộc Hàm. Thảo nào cậu ta lại ngoan ngoãn mà hợp tác đến như vậy. Nhưng là nếu đã nhận ra nhau rồi, vì sao lại còn chưa chịu vạch trần chứ? Lẽ nào cậu ta đang sợ hãi sao? Sai cái gì chứ? Những thứ mà tôi sai còn chưa đủ hay sao? Tô Triết Thác tự nhiên nói, sắc mặt cũng ảm đạm đi rất nhiều. Thác à, cậu ấy là cũng có lừa cậu đâu. Đó là bởi vì cậu ấy thực sự đã không còn giọng nói nữa rồi. Vũ Văn Thần thở dài, cái sự thật này đối với Thác thực ra cũng là rất nặng nề. Cậu đang nói cái gì chứ? Cậu ấy đã không còn giọng nói sao? Nói cho tôi biết đi, cậu đang lừa tôi có đúng hay không? Thần à, cậu lừa tôi phải không? Cậu đâu có phải là người thích nói đùa đâu chứ, đúng như vậy không? Tô Triết Thác nhau lại hai mắt, không kiềm chế được xúc động cao giọng để mà chất vấn. Không thể như vậy, nhất định không có phải là như vậy rồi. Nè, cậu cũng biết rồi đó, tôi không có phải là người thích nói đùa đâu. Cho nên đây chính là sự thật đó. Cậu ấy đã thực sự không còn giọng nói nữa rồi. Cậu hiện tại là một người câm đó. Và còn đang mang thai nữa. Nhưng là những cái lời này anh quyết định vẫn là không nói ra thì sẽ tốt hơn. Nếu như để cho Thác biết cái chàng trai mà cậu ta đang muốn níu kéo lại mang ở trong mình cốt nhục của người khác, thật sự không biết anh sẽ bị sốc tới mức nào nữa. Thật sự đây không còn sao chứ? Tô Triết Thác thì thào tự nói, đột nhiên lại nhớ tới cái điều gì đó, đáy lòng lên chực lan tràn đau đớn. Là bởi vì tôi thấy được chuyện không nên thấy. Chuyện không nên thấy, không nên thấy sao chứ? Thần à, tôi yêu cậu ấy, thật sự rất yêu đó. Trong căn phòng im lặng, giọng nói trầm thấp của Tô Triết Thác có vẻ là phá lệ rõ ràng. Nhưng là đã quá chậm mất rồi. Vũ Văn Thần lại thở dài một hơi. Mấy ngày gần đây, cái số lần mạnh thở dài nó lại còn nhiều hơn 30 năm qua gộp lại. Cậu chính là tỉnh ngủ quá chậm, cho nên tất cả đã không thể nào vãn hồi được nữa rồi.